Ơi, đang làm gì đó con? Dạ, con đang làm clip game. Nay mưa rông đó, coi tắt bớt mấy cái đồ điện tử đi, sấm chớp đùng đùng kìa. Dạ, con làm chút nữa. Mẹ đi lên ngoài tí, con coi ở nhà coi nhà nha. Tí có bạn sang chơi đúng không? Dạ, tí nữa có Hằng với Tuấn bạn con qua chơi mà. Ừ, ở nhà tiếp bạn đi nha, mẹ đi đó, coi khóa cửa cẩn thận. Dạ. Mẹ khéo lo ghê trời. Thời giờ đi đâu cũng có trụ chống xét rồi, sợ gì nữa trời. Làm tiếp đã, tranh thủ làm phim hit crush cho mọi người coi chứ. Mọi người nôn hối quá hối à. Chết rồi, chưa lưu lại nữa cúp điện rồi. Miệng mình thúi dữ trời. Chắc xét đánh vô trụ điện nào rồi. Gì nữa đây trời. Chắc cửa chưa chốt chặt. Ra chốt cái cửa ra. Tự nhiên nổi da gà trời. Ủa, có ai đâu? Chung cửa bị mát ta. Cái gì vậy trời? Tiếng gió đâu ra thổi vô vậy trời? Mình nhớ mình đóng hết cửa sổ rồi mà ta. Hết hồn chưa? Đồ nhất cái. Trời trời, coi người yêu tôi kìa trời. Vô thay quần đi. Mấy người này, hết chuyện giỡn hả? Lỡ tôi đứng tim tôi ngủm luôn rồi sao? Thì tôi hô hấp nhân tạo cho chứ làm sao. Mà nhà mày nay cúp điện hả Lập? Ừ, nhà tao cúp điện. Vừa mới cúp luôn, ghê gần chết. Ngồi chơi tao kiếm mấy cây đèn cầy đã. Ủa, nhà mày còn ai nữa hả Lập? Còn ai đâu, có mình tao à. Mẹ tao vừa mới lên ngoại rồi. Giỡn thế nhở? Tao mới thấy ai bên hông nhà xong mà. Ông Tuấn này nhây ghê, gẹo ổng nữa ổng khóc bây giờ. Không, thật mà. Nhây quá mày. Ngồi chơi đi, tí tao thắp mấy cây đèn cầy với lấy nước cho. Kiếm đèn cầy đã, chả biết bỏ đâu rồi. Tuấn Tuấn, sao Lập đi lâu vậy ta? Ai mà biết, nhà nghiêu bà sao bà lại hỏi tôi? Chắc kiếm cây đèn cầy không ra chứ gì. Lập ơi, kiếm ra cho mày. Nhà mày mà mày không kiếm ra à?
Tuấn ơi, ngoài kia có ai đang tưới cây kìa. Đâu, làm gì có ai? Tôi vừa mới thấy rõ ràng mà. Bà hoa mắt rồi à? Làm gì có ai đâu. Mà sao cúp điện mà nó bật được cái máy tạo khói á nhỉ? Lập kìa, Lập ơi, có đèn cầy không? Không có rồi, chẳng biết để đâu nữa. Mà Lập, sao cúp điện mà máy tạo khói bật được hay vậy? Có đâu, không có bật được đâu, điện đâu bật. Kìa. Ủa, mới thấy bật đây mà. Lập làm gì đó, ra ăn cơm con. Ba. Má mày đi làm về rồi đó hả? Nay mua nhiều cá vậy? Tôi mua mấy con cá để nhà làm ăn. Ông coi làm món gì cho tụi nhỏ ăn đi. Để cho tôi lạnh đi chứ, nay nhiều đồ ăn rồi. Để tôi lạnh đi, mai rồi làm. Lập làm gì đó, ra ăn cơm con. Dạ. Lập ăn nhanh vậy con, nhai không kỹ đau vô tử rồi la. Dạ con tranh thủ làm mấy clip, ba ăn đi, con ăn no rồi. Thằng nhóc này, con với chả cái, nói không nghe, tính cỡ ẩu tạ. Ba, đó là bữa cơm cuối cùng mà tôi được ăn cơm cùng ba. Tôi đã rất vội, mà tôi không biết đó là bữa cơm đáng giá nhất trong cuộc đời mình. Nếu như tôi biết trước, chắc tôi đã không dám buông chén cơm của mình xuống. Chắc chắn là không. Ba đã dành cả nửa đời người của mình để chăm lo từng chút cho gia đình, cho tụi con. Đến khi đủ lông đủ cánh, tụi con lại lo chạy đua theo nhiều thứ mà không dành thời gian cho ba. Ở cái tuổi mà đáng ra chỉ việc nghỉ ngơi và hưởng sự chăm lo của con cái, thì đến phút cuối cùng, việc cuối cùng mà ba làm cũng chỉ là hâm lại cái nồi canh cho con ăn sáng. Con đã không nhớ nổi con đã bất kính với ba bao nhiêu lần, nhưng có một điều chắc chắn là con không thể làm điều đó thêm một lần nào nữa. Mọi người, ai còn ba mẹ, xin đừng làm họ buồn. Dù chỉ một lần, chỉ một chuyện nhỏ, vì rồi sẽ có một ngày bạn sẽ phải hối hận về điều bạn đã làm. Cha giờ đây đã vỡ xa, còn nghĩa gì với ta? Tội lỗi này đã ban, linh hồn cha đã biến ta. Ngày dọn rác rồi làm lau công, đêm thức trắng trong thằng con ngóng. Thời gian bào mòn tinh thần thể xác, đến lúc con biết rằng ba đã khác thì đã quá muộn. Ba không còn ở nơi đây, nụ cười duy nhất mà con được thấy là từ tấm hình ở trên tay.